ra 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 lấy giật lấy giật lấy giật lấy giật lấy giật xả pin xả pin xả pin chạy vô lấy giật bự xả pin xả pin xả pin xả pin xả pin bự lắm bự có đông vô quả nó đi qua cái nữa đi qua cái bè nữa bự lắm trời ơi quá trời luôn rồi. Từ từ xả pin đi mất mép á. Từ từ nó mới nó còn ấy vậy đó hồi nó biết là nó quản liền á. Quá trời cá luôn trời ơi. Nhỏ vậy lấy cái vợ của mình đi. Kìa ăn hửa kìa, kìa lo cận luôn kìa. Bắt con này đi. Đây là sa đéc hay là câu lãnh đây? Địa phận câu lãnh đó, sa đéc bên sông đó. Bên kia là sa đéc luôn. Nay mình đi câu ở Đồng Tháp nha các bạn. Nay có được cái anh thổ địa anh Thanh khách hàng ở thành phố Câu Lãnh xuống sa đéc câu. Nay cũng đi câu bè nè, anh em đang bơi chuồng ra bè. Bên kia sông là sa đéc đúng không? Bên đây là Câu Lãnh. Ở đây thì người ta cũng có cho dịch vụ cho thuê xuồng nha các bạn. 50.000 một ngày, câu thoải mái luôn. Ghe nó chạy à. Sóng nó dập. Có chiếc xuồng máy chạy xuống ha. Giờ nó chế ra xuồng máy chạy bằng xe bằng máy xe á. Đây là cái bè quen nha các bạn. Nay anh Thanh dẫn đi cái bè quen ở Sa Đéc, Đồng Tháp. Thì giờ mấy anh em tới chỗ và giờ ra cần. Nay anh Thanh rửa bộ cần mới luôn nè. Thành chứ. Cái này cái cũ phải không? Cái đó 2m, cũng 2m4 á hả? 21 hả? Exeter Go. Đây chưa bóc tem luôn. Mới lấy tối luôn. Nè anh Thành mới lấy mình bộ nữa các bạn. Bữa lấy bộ kia bảo cá quá trời. Bữa đó con nhiều con nằm còn chứ. Một xuồng luôn, thấy gì một xuồng luôn á. Đây là bộ trước nè. Này bộ trước. Máy đề bao 5.000, cần 21. Cần Shimano 21. Đây. Cái bộ này mới lấy hôm qua này. Mới lấy hôm qua luôn, chưa bóc tem luôn. Đó. Chưa gắn máy cái bọn luôn. FD 5.000. Bự không? Bự á, thôi. Lấy cái vợt, để từ từ. Lên thả đánh vô lấy cái vợt ra. Bự lắm. Đợi xíu đi. Cho anh Thành đánh vô đánh lấy cái vợt. Bự lắm. Con này chắc cỡ 3 kg. Nói chuyện lớn được không? Gỡ than cá bỏ lên thuyền đi rồi lấy cái vợt qua đây. Hay mình lên được 2 con, 2 cần bỏ đẳng. Không có quay kịp. Năng lẻ lắm.
nó làm lẹ thiệt, em bỏ hai cái nó làm lẹ thiệt. Cặp bên kia đi, cặp bên kia cho nó dễ. Hả? Cái giờ rồi. Giờ rồi không có dám nghĩ lên. Sâu không sâu rồi. À, mà. Hả? Mép. Hai con nút sâu tuốt trong luôn. Đỡ thẻo phải không? Ừ. Có cảm giác bây giờ, có cảm giác rồi. Cho chơi. Cho lên xuống đi, cho lên xuống để xuống. Ừ. Cái cây cần nhỏ. Khu này cá chê bao đông á. Bốn con chơi lên chưa chơi hả? Mình đứng vô trong đây là xeo nó vô. Mạnh chứ. Ta 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 ta. Lấy giật, xả pin. Chạy vô lấy giật bự. Xả pin. Xả pin. Bự lắm bự. Nó không chạy luôn. Một cái giật bự không được. Có. Có, đông quá. Đi qua cái bè nữa. Bự lắm. Trời ơi, quá trời luôn rồi. Từ từ, xả pin đi, mất mép á. Từ từ, nó mới, nó còn ấy vậy đó. Hồi nó biết rồi, nó quản liền á. Quá trời cá luôn, trời ơi. Thấy chưa, cá không được. Trời ơi, nhỏ vậy lấy cái vợ của mình đi. Kìa, ăn hửa kìa, kìa, lôi cận luôn kìa. Bắt con này đi. Vậy, giật đâu? Xích vô. Cái gì xảy con này nữa. Chưa. Mở ra. Rồi hai con bên kia con nữa kìa. Rồi giờ sao? Lấy cái vợ đi em vợ cho. Từ từ nha. Trời ơi, cái con này không lo con kia, lo mất cực. Cái vợt này không được. Từ từ. Đừng ngại. Cái vợt không có được, lấy cái vợt mình á. Con có cái vợt nào bự nữa không con? Được rồi, cái vợt là được rồi, lên đi. Má, nó bự lắm mà. Cái đầu nó vô không hết đâu á. Dạ. Còn vợt nào bự nữa không con? Có giận là bự không chị? Cho mượn cái gì? Ê! Ê! Ủa? Cái trê nãy á. Đâu, cái càng nhỏ tôi nữa kìa. Chỗ cái phao á. Bắt từ lên đi. Lên con này trước đi. Từ từ nha. Lên con lên được không? Chứ còn cái giật nó nhỏ quá. Đầu vô không vô đâu. Cái lâu con cá lên. Lấy cái giật bự đi. Đi lấy cái giật bự đi ông Phúc.
biết rồi đó. Ừ. Quá trời. Cá chả. Bắt. Hả? Cộng dây em cộng dây buộc cần á. Cái nhỏ là cái nào? Kéo. Cái nhỏ dính này kìa. Cái nhỏ dính này kìa. Cái nhỏ dính này kìa. Cái gì lục bình này vậy? Không dính vào. Vậy là giờ sao ta? Chắc tháo cụm dây cục cần ra quá. Lấy dây dù kìa. Cho chắc tại cái có. Con này có mấy ký ta? 4 ký không? Thì cả 4 ký hả? Ăn trùng. Hai ông cuốc cái này để tôi lấy chiếc sụn. Bỏ con hay sao? Cọc đi, cọc đi. Anh đang cọc lại cái đuôi chắc chắc. Đây đây cọc thật. Má nó chém lại giờ hai lần nó ta hâm mày rồi mà. Có cái gục này chỗ đó phải không? Nãy giờ nó hút cái chai lên. Để cái gọng chích vô đi, cái chai nhảy ra nè. Để lên luôn, để lên cái bao luôn. Bỏ xuống đi. Nè. Cọc đuôi nó dèo, dèo vô xuồng hả? Xuống nha. Chưa. Mới cá chưa lên biết cái chê. Nó chạy nhà hiều à. Cái con này nó chạy nhà hiều à. Nó không có làm gì hết trơn á. Lên bờ nó còn bơi vòng vòng mà. Lên bờ nó còn bơi vòng vòng nữa. Chắc không? Chắc chưa? Rồi cột đỡ dẹo đi ha. Bỏ trong gì? Ngon lắm. Cho chụp tấm hình cái. Anh đây chụp. Rồi. Cục thở đây. Ê, còn cái lửa hả? Gỡ gỡ đi luôn cái. Để xuống. Đẻ đâu? Cầm lại, cầm đầu lại để lắc cái. Rồi. Cục thở vô dẻo đi. Đá nó cá ăn rồi mà đứng ở trong này đi ngắm cái đầu ra giờ không thấy đâu trời. Đúng là nó ăn nhẹ thiệt. Nó ăn nhẹ thiệt, kéo lên hỏi đứng ở làm bừa bực thì gan cái chơi luôn á, tôi nói cái chơi không. Trắng tươi luôn nhỉ. Trê. Nó còn khỏe mà. Chết mày chưa. Nó giờ làm mấy cái á. Để dữ rồi. Mới kêu coi cái lên cằn liền thấy chưa? Đâu dạo. Một em có trê. Cái trê này mà cần nhỏ nè. Cần nhỏ này thầy luôn á. Con này có ký bộ. Hơn á. Hơn đúng không? Cũng có gọi là cảm giác.
Ừ, con này nó chích đau lắm. Khi nào cách ra không? Cái trê lật đầu quá. Ê, bự. Bộ gần mới vừa lên cá. Lên luôn không ha, lấy vợt. Lấy vợt không thôi. Lấy vợt nghe anh ơi. Con này bêu lên. Lên con này là về á. Ê cái đọt. Nó gặt. Nó không nắm dây đi. Trời ơi cái trời chảng. Mấy giờ con thôi. Bộ gần mới nghe, có nhớt luôn. Đây cái trời nhiều. Gìn cho nó khỏe. Dữ trời. Cái nào dãy vụt con ta. Đóng rồi. Cảm nào vậy vô con tha càng của tướng bán luôn tướng quay luôn. Mới đi rửa được đầu luôn nghe, mới lấy hôm qua thôi. Giờ thì theo như đã hứa thì con cá cuối cùng thì anh em tôi về. Bây giờ chắc phải gom đồ về thôi bạn ơi, bây giờ cũng 5 giờ mấy rồi. Nay thì nói chung câu thì cá thì nó cũng nhiều, đa số là dính cá trê, đường con cá tra chừng 4 kg. Trong cái cá tra thì nói chung nay nếu mà chịu, nhưng mà dính chắc cũng 2-3 con thì xảy hết mấy con này. nữ vỏ lại tiện nó hết đi, bỏ vô bao luôn. Cái này dướng không dây, dướng dây rồi. Lãi mà cột này về luôn hả ta? Ngon à, vụ này căng à. Dễ dài không? Dịch đó chứ, sợ dịch nó quớ vô chứ. Vô. Khoan chị ơi, từ chị ơi. Bình tĩnh. Đó. Rồi quá ngon. Có cái anh làm cái lái luôn. Đó. Lên xe đét quá vui các bạn ơi. Có anh em rất là nhiệt tình. Bên kia là cao lạnh, còn bên đây là xe đét. Mở dây kìa, quay hoài. Cái vỏ này chắc bơi chắc đuối luôn á. Cỏ cơm. Đây. Ở đây người ta cho thuê xuồng nha bạn. Xuồng.
Rồi thôi nha, giờ lên bờ về thôi. Này vui quá vui.